Chiều nay, Cụm thi đua số 5 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban công tác thi đua khen thưởng các đài phát thanh và truyền hình khu vực Duyên Hải miền Trung. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đài phát thanh và truyền hình Cụm thi đua số 5 đã vượt qua khó khăn, thách thức trong điều kiện cạnh tranh thông tin, khó khăn về nhân lực và nguồn kinh phí hoạt động, cũng như yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ tuyên truyền tập trung làm tốt công tác quản lý điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo sự đột phá về chất lượng nội dung chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan truyền thông chủ lực tại địa phương trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhìn chung, các đài phát thanh truyền hình cụm thi đua số 5 đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin, tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương, phản ánh các vấn đề bức xúc, các sự kiện diễn ra ở các địa phương được kết luận xã hội quan tâm những sự kiện, những vấn đề được các đài thể hiện đa dạng phong phú về hình thức, nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin danh chạy chính xác của công chúng. Thời gian đến, các đài phát thanh và truyền hình khu vực Duyên Hải miền Trung tiếp tục tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, bám sát các nội dung của Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến thực hiện thắng lợi các tiêu chí thi đua chung của toàn ngành năm 2023.